bạn lưu ý này, cột attach thông tin quan trọng nhất khi chúng ta tạo dữ liệu bảng thống kê 2D có thể là nhập Microsoft Project, Primavera hay Excel vào chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu như cái cột thông tin này là không có dữ liệu, tức là gì? Cái công tác và thời gian bắt đầu kết thúc công việc đó không được liên kết với một nhóm mô hình nào thì Navisworks nó sẽ không mô phỏng được việc đó. Trong bài trước các bạn thực hành để ý thấy này, tôi đã hướng dẫn các bạn cách chọn nhanh, đó là tự động tạo ra các đối tượng theo tham biến ràng buộc về tầng cao. Cho nên tất cả những đối tượng tổng ở đây như là tầng 1, tầng 2 tại cột attach nó đã có thông tin là explicit selection, phần mềm đã tự động gán các cái đối tượng, các cái mô hình theo thuộc tính tầng cao vào rồi. Điều đó có nghĩa là gì? Sau khi các bạn khai báo thời gian cụ thể, chúng ta hoàn toàn có thể chạy được mô phỏng thi công công trình này ngay lập tức. Các bạn có thể là quan sát như sau. Chúng ta hãy thử điều đó. Sang thẻ Simulate và chọn cái ngày khởi phát là ngày 1 tháng 10 năm 2022 đi. Và trong phần Settings, tôi sẽ để là thời gian mô phỏng tiến độ này là khoảng 30 giây, sẽ chậm hơn một chút. Và lưu ý này, tôi sẽ nhìn thấy các cái công tác theo kế hoạch thôi. Play để bắt đầu và các bạn quan sát ở góc bên phải của màn hình. Cái mô phỏng này chỉ có duy nhất là màu xanh lá vì đơn giản là gì? Đây là các công tác dự kiện nó sẽ xuất hiện như thế nào. Và trình tự xuất hiện của mô hình đó sẽ là theo liên kết của tầng cao, cột, dầm, sàn, bản thang. Nó sẽ xuất hiện cùng lúc. Tôi làm như vậy để các bạn thấy rằng nếu như chúng ta mô phỏng tiến độ theo cao độ và cái số lượng cấu kiện xuất hiện thì khá là đơn giản. Tuy nhiên, nếu như ai muốn làm chi tiết hơn, ví dụ như là trên mặt bằng này, chúng ta thi công theo mũi nào, hướng nào và chia phân đoạn ra sao, nó đòi hỏi chúng ta phải dành nhiều công sức hơn cho cái công tác gán đối tượng mô hình tương ứng với công tác mình đã tạo ra tại cột Attach.